Vâng, chào các bác nhé. Đây, em giới thiệu hôm nay một cái hệ năng lượng mặt trời độc lập, hoàn toàn 12V luôn, không sử dụng lên 220. Thì sau khi một số bác cũng có nhu cầu thì cũng muốn hỏi tư vấn một cái thiết bị, một cái bộ để các bác sử dụng cái hệ 12V. Thì chúng nó gồm những cái gì? Thì hôm nay em giới thiệu cụ thể chi tiết cho các bác. Đối với các bác mà muốn sử dụng cho các thiết bị mùa hè và nó giảm tải cái điện xuống thì các bác sử dụng theo đúng cái hệ mà em đã bày ở đây thì các bác không phải lo gì cả. Đây là em bày tạm các thiết bị sử dụng thôi nhá. Các thiết bị tải em ở đây em mới bày cho hai cái quạt thôi. Còn các bác sử dụng thêm bóng đèn và thêm tải nữa cho em. Bởi vì cái hệ em giới thiệu sau đây nó rất là ok. Bao gồm có hai tấm pin. Hệ gồm hai tấm pin 100W. Với hai tấm pin này thì em mắc song song đây đi theo dây vào một chiếc điều khiển sạc. Đấy, các bác nhìn cái dây vàng ấy, vào một chiếc điều khiển sạc nhé. Đây là con điều khiển sạc Sure. Con này là con đây con bác nhìn này, con này là con S1230. Con này là con dòng 30A các bác nhé. Dòng 30A. Đấy. Đây. Và tiếp theo là chúng ta cần đến một bình ắc quy. Bình ắc quy thì các bác sử dụng tùy vào cái bình dung lượng bình mà các bác muốn dùng nhiều thiết bị hay là ít thiết bị. Bác dùng nhiều thiết bị thì các bác chơi cho em cái bình 100A như này, 100AH này là thoải mái luôn. Còn các bác dùng với ít thiết bị thì các bác dùng cái bình nhỏ cho em. Bình khoảng 60AH, 50AH, 80AH gì đấy. Tùy vào cái thiết bị các bác muốn sử dụng. Thì với cái hệ mà em giới thiệu sau đây thì em đang cắm là hai cái quạt nhá. Bây giờ em sẽ tiến hành cắm hai quạt cho các bác xem này. Các bác khi kết nối thì cứ kết nối âm với âm và dương với dương cho em là được. Đây em sẽ kẹp một cái quạt nhá. Rồi. Con này chạy rất tít luôn. Ắc quy này nhìn cánh này thôi nhưng mà ngoài rất là tít vì cái điện, cái độ phân giải của điện thoại nó không được ghép. Đấy, một con. Rác này. Bây giờ em sẽ cắm tiếp một con này nữa. Con này là con điện cơ 91 này. Đấy. Điện cơ 91. Các bác cắm nốt vào đây cho em, dương vào dương và âm vào âm. Chỉ cần kẹp vào là chạy. Điện này hoàn toàn là nó an toàn, không lo nó giật. Đấy. Đây các bác nhé. Đấy, hai con quạt đang chạy tít luôn. Đấy các bác nhìn chưa? Cánh này. Ở ngoài nhìn thì nó chạy tít mù nhưng mà qua điện thoại thì nó chạy như này. Cái này này không biết nó liên quan đến cái độ phân giải hay cái gì. Đấy, đây. Qua rồi. Nghe thấy gió mát chưa? Rất là ở đây gió rất là mạnh, mát. Đấy. Một hệ như này thì rất là đơn giản. Chúng ta sử dụng là nó không bị tổn hao một cái thiết bị gì cả. Các bác có thể dùng con kích này lên. Đấy, chúng ta kích vào điện 220 và dùng các thiết bị quạt 220. Đây, quạt 220 đây. Thì các bác không phải mua đến cái quạt 12V nữa. Đấy. Nhưng mà khi mà các bác chơi cái này nó cũng có một cái hay là không phải mua quạt 12V. Thế nhưng là chúng ta lại mua kích. Còn nếu các bác mà chơi quạt 220V thì không phải mua quạt này nữa. Đấy, thì các bác thấy cái hệ nào tiện thì các bác sử dụng cái hệ đấy. Đây em cho các bác xem cái dòng của nó này. Bây giờ bình nó đã gần đầy rồi này. Nhưng mà hai tấm pin bây giờ nha, hai tấm pin 100W Molo. Của Molo. Dòng giờ nó đầy rồi, còn có 6.1A là do nó đầy. Đây các bác nhìn này. Nhìn cái bình này nhé. Nhìn cái điện áp của bình bây giờ nó đầy nên nó tự hạ dòng xuống để nó bảo vệ cái bình của chúng ta. Đấy. Cái này điều khiển sạc nó lên 14.3 này là nó ngắt rồi. Là lúc đấy nó sạc thả lỗi về không. Bởi vì là cái sạc này nó có cái chế độ sạc rất là hay. Là nó sạc 3 chế độ. Khi mà điện áp của bình nó thấp thì nó sạc mắc dòng luôn. Dòng từ tấm pin ra bao nhiêu nó sạc mắc bấy nhiêu để nó làm cho cái bình nó đầy nhanh. Khi mà điện áp của bình nó đã gần đầy thì cái điều khiển sạc nó điều khiển cái dòng, nó hạ cái dòng xuống để cho chúng ta sạc cái bình nó sẽ an toàn. Đấy. Cái bình của chúng ta sẽ sạc an toàn hơn và sẽ kéo dài cái tuổi thọ của bình rất là dài. Về phần thiết bị cần mua thì đây em cũng nói lại một lần nữa cho chi tiết, đó là chúng ta sử dụng với, các bác sử dụng với một tấm pin cũng ok, một tấm pin 100W cũng ok, nhưng mà nó sẽ sạc lâu đầy hơn cái bình này cho các bác.
Thì để sạc nhanh đầy thì các bác lên chơi hai tấm pin cho em nhé. Hai tấm pin mà chơi cái bình 100 này thì quá là mỹ mãn luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Ban ngày các bác cứ dã quạt cho em này, không phải lo gì đến tiền điện nữa. Đấy, chơi thẳng luôn, rất là mát. Đây, mà cái này nó rất là an toàn, nên là nó không giật. Trẻ con, trẻ kiếc, các bác cứ bảo quản nó kỹ một tí, không để cái đầu nó hở đó. Trẻ con nó sờ vào cũng không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta sờ vào thoải mái, không vấn đề gì. Thì nó an toàn, an toàn cho chính chúng ta và con cái của chúng ta. Thì chúng ta chọn cái hệ này rất là hay. Thì về một số bác theo dõi cái video của em rồi, thì cái hệ của em chia sẻ với các bác, nó có những cái hệ kích trên 220 này, cái hệ hòa lưới này, hòa lưới không bám tải. Còn cái bám tải thì thực sự là kinh phí nó hơi cao, nó chưa phù hợp với em lắm, nên em chưa đầu tư được để mà cho các bác theo dõi con hệ đấy. Đấy, thì các bác cứ chơi cái hệ như thế này cho em, một combo đầy đủ, cứ liên hệ bác Đăng đầy đủ hết. Số lượng thì không phải suy nghĩ các bác ạ, các bác mua hàng thùng nhá, tính số lượng là tính theo thùng chứ không phải tính theo cái đâu. Các bác cứ alo, có đầy đủ hết, từ pin watt thì có rất nhiều loại, 100W. Vâng vâng. 100W, 170W, 150W, 200W, 300W, 370W đều có hết. Thì chúng ta sử dụng thì chúng ta lên mua những cái tấm pin watt nhỏ ấy, số watt nó nhỏ thì chúng ta sạc cho cái bình 12 này rất phù hợp này. Còn các bác mà mua những cái watt mà độ 300W hoặc là 430W thì cái điện áp của nó là hơn 40V cơ. Hơn 40V thì nó sẽ không phù hợp cho chúng ta sạc bình, cái đấy là phù hợp cho các bác hòa lưới. Đấy. Các bác hòa lưới thì các bác mới chơi cái như vậy. Còn không hòa lưới thì các bác chơi theo bộ như này cho em. Về phần lắp đặt thì nó rất là dễ. Các bác đấu hai cái đầu jack pin kia. Khi mua là chúng ta sẽ đã được đấu jack đầu sẵn rồi, chúng ta về chúng ta chỉ đấu một đầu còn lại, chúng ta cắm vào là xong. Thì nó có cực âm cực dương, jack đực jack cái rồi. Thì các bác cứ lưu ý, chỉ lưu ý cho em là cực dương các bác cắm vào cực dương, cực âm các bác cắm vào cực âm là nó chạy thôi. Đấy. Rất là đơn giản, không có gì là phức tạp về cái này. Thì chị em phụ nữ cũng có thể lắp được. Mà anh em chúng ta thì lắp thì đơn giản rồi. Hoặc các bác nào mà có thể vẫn khúc mắc ở đoạn nào thì cứ liên hệ với số điện thoại em để dưới, em tư vấn cho. Em rảnh em hỗ trợ nhiệt tình, không phải lo lắng gì cái vấn đề lắp đặt nhé. Đấy. Đây. Như con ở đây em có một cái con kích 1000 này. Con kích 1000 này. Con này 1000 này, 1000 VA này. Con này mà chạy rất là bền, con đỏ này chạy sướng lắm. Con kích đỏ này chạy của su đỏ này mỹ mãn luôn các bạn ạ. Úi. Các bạn nhìn chưa? Đây cặp dây của nó, cặp dây đi theo nó này. Rất là ngon. Mà cái phần kích này thế cầm mới rất là sướng này. Cảm giác nó hoàn thiện, rất là độ hoàn thiện rất là cao luôn. Đấy. Đây các bạn này. Độ hoàn thiện rất là cao. Một cái số thông số đây, em sẽ bỏ dỡ hẳn ra cho các bác xem nhé. Đây, hai cái cọc pin của nó đây. Hai quạt nhé. Đấy, vẫn nguyên si từ nhà sản xuất, cái phần của cái xốp này nó dính vào này. Đây. Đấy. Bóng tấn luôn, cọc này rất là chắc. Đấy, tụ to đung luôn kìa. Các bác nhìn thấy, nó khó nhìn đây, cái vàng vàng này các bác này. Vàng vàng này, con tụ bù này, tụ bù điện này. Rất là to. Và đây có kèm theo một cái quyển catalo hướng dẫn này và giới thiệu về các cái sản phẩm 300A, 300B, 300F gì đấy, trong này nó sẽ giới thiệu đầy đủ. 1000A, 3000, 2000, 2500. Đấy. Con này có cái hệ 5000 nữa sao, to lắm. Con này chơi 5000 thì các bác chơi điều hòa rồi cơm kiếp các thứ thoải mái, không phải suy nghĩ một cái gì hết. Đấy, đây là em giới thiệu thêm một chút về cái hệ 220, các bác cứ đấy thôi. Còn các bác dùng cái hệ 12V thì cứ chơi cái bộ như này cho em nhé. Lắp đặt gọn gàng và dùng hai tấm 100W và một bình 100Ah. À, em xin phép dừng video ở đây nhá. Chào các bác.